27. Phẩm tuệ đáo bỉ ngạn. Bấy giờ Thiện Hiện nghe lời này rồi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải các đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ giác ngộ thù thắng, tuy có thể tu tập pháp sâu xa này nhưng không nhận lấy quả báo thù thắng ở các cõi? Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ giác ngộ thù thắng, tuy có thể tu tập pháp sâu xa này, nhưng không nhận lấy quả báo thù thắng ở các cõi. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này ngay trong tự tánh không bị lay động. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy ngay trong tự tánh nào không bị lay động? Phật dạy: Này Thiện Hiện, đại Bồ Tát này không bị lay động nơi tự tánh của vô tánh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy ngay trong vô tánh tự tánh nào chẳng động? Phật dạy: Này Thiện Hiện, đại Bồ Tát này chẳng bị động ngay trong tự tánh của sắc uẩn cho đến thức uẩn, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của sắc giới cho đến pháp giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng bị động ngay trong tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, chẳng bị động ngay trong tự tánh của địa giới cho đến thức giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng bị động ngay trong tự tánh của vô minh cho đến lão tử, chẳng bị động ngay trong tự tánh của bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng bị động ngay trong tự tánh của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, chẳng bị động ngay trong tự tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng bị động ngay trong tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng bị động ngay trong tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng bị động ngay trong tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tịnh quán địa cho đến như lai địa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng bị động ngay trong tự tánh của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng bị động ngay trong tự tánh của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, chẳng bị động ngay trong tự tánh của 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp, chẳng bị động ngay trong tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng bị động ngay trong tự tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng bị động ngay trong tự tánh của quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tất cả hạnh của đại bồ tát, chẳng bị động ngay trong tự tánh của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng bị động ngay trong tự tánh của trí nhất thiết trí, chẳng bị động ngay trong tự tánh của cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi. Vì sao? Vì tự tánh các pháp như vậy, tức là vô tánh. Đại Bồ Tát đối với vô tánh, tự tánh chẳng động và vô tánh không thể hiện chứng vô tánh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hữu tánh có thể chứng được vô tánh không? Phật dạy: Không chứng được. Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, vô tánh có thể chứng hữu tánh không? Phật dạy: Không chứng được. Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, hữu tánh có thể chứng hữu tánh không? Phật dạy: Không chứng được. Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, vô tánh có thể chứng vô tánh không? Phật dạy: Không chứng được. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì không nên lấy hữu tánh để có thể hiện quán vô tánh. Vô tánh chẳng nên hiện quán hữu tánh, hữu tánh chẳng nên hiện quán hữu tánh, vô tánh chẳng nên hiện quán vô tánh. Như vậy thì chẳng phải Thế Tôn không đắc không hiện quán sao? Phật dạy: Này Thiện Hiện, tuy ta có đắc có hiện quán nhưng xa lìa bốn phạm trù trước. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao lìa bốn phạm trù mà có đắc có hiện quán? Phật dạy: Này Thiện Hiện, hoặc đắc hoặc hiện quán đều chẳng có chẳng không, lìa tướng lìa danh, đoạn trừ các hí luận. Vì vậy nên ta nói có đắc có hiện quán mà xa lìa bốn phạm trù. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát lấy pháp nào để làm hí luận? Phật dạy:
Này thiện hiện, các đại Bồ Tát quán sắc uẩn cho đến thức uẩn, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa, đây là sở biến tri hoặc chẳng phải sở biến tri, là hí luận, nói rộng cho đến quán trí nhất thiết trí, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa, đây là sở biến tri hoặc chẳng phải sở biến tri, là hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát suy nghĩ, thánh đế khổ nên biết rõ, thánh đế tập nên đoạn trừ, thánh đế diệt, cần phải chứng đắc, thánh đế đạo nên tu tập, thì đây là hí luận. Lại nữa,